Chào mừng các em đến với tiết học hướng dẫn ôn tập vẽ tranh ước mơ của em. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo cũng như là biết được cái bài thực hành của chúng ta trong tuần này chúng ta sẽ làm gì. Đầu tiên cô mời các em tham khảo thì đây là một bài chúng ta đã học ở trên lớp, và cô cũng đã hướng dẫn cho chúng ta các bước vẽ tranh như thế nào. Và hôm nay trong cái bài hướng dẫn ôn tập thì cô chủ yếu cho các bạn tham khảo thêm những cái bức tranh về đề tài ước mơ của em, về nghề nghiệp, vân vân. Ví dụ như đây là ước mơ làm giáo viên, hoặc là làm lính cứu hỏa, làm bác sĩ, làm thợ, làm tóc, hoặc là thiết kế thời trang. Chúng ta lưu ý khi chúng ta vẽ bố cục sao cho cân đối hài hòa, màu sắc thì nhẹ nhàng, vui tươi, thể hiện rõ được bản chính. Tiếp theo chúng ta cùng tham khảo thêm ước mơ làm những chú hải quân nè, canh giữ đất nước, vùng biển của đất nước. Ước mơ làm ca sĩ, và ước mơ trở thành phi hành gia, hoặc là đi du lịch khắp năm châu. Cầu thủ đá banh cũng là một trong những ước mơ của các bạn nam. Hoặc chúng ta vẫn có thể ước mơ sẽ trở thành những họa sĩ nổi tiếng chẳng hạn, vẽ về phong cảnh đẹp của đất nước. Ở phần thực hành thì bài này chúng ta sẽ cùng vẽ một bức tranh về đề tài ước mơ của em trên giấy A4 trong thời gian là 45 phút. Các em sẽ bố cục và sử dụng màu sắc cho phù hợp để hoàn thành bài vẽ kiểm tra giữa kỳ của chúng ta. Phần hướng dẫn về nhà, tôi yêu cầu các bạn chúng ta sẽ chuẩn bị xem trước bài mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Và dụng cụ chúng ta chuẩn bị vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, bút dạ hay bút đỏ, thước. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Cô chúc các em có thể vẽ được những cái bức tranh với những mơ ước thiết thực, có ý nghĩa, mang gọi là tính tích cực nhiều hơn. Và chúc các em đạt được kết quả tốt hơn trong cái đợt kiểm tra giữa kỳ. Thân ái, chào các em.